bất ngờ hé lộ bí kíp khiến các mukbanger vẫn gầy gò dù ăn gấp 10 lần người bình thường. Mặc dù nổi tiếng với khả năng ăn thùng uống vại, nhiều mukbanger vẫn sở hữu thân hình mảnh mai, không có dấu hiệu thừa cân hay là béo phì. Mukbang là từ ghép của từ mukja, có nghĩa là ăn uống, và bangsung là phát sóng, từng là nghề vừa ăn vừa quay trực tiếp. Những người này đều được biết đến với khả năng ăn cực khỏe, tiêu thụ lượng thức ăn khổng lồ trước máy quay. Khi các mukbanger chia sẻ hình chụp vóc dáng thon gọn, săn chắc, thậm chí gầy gò, nhiều khán giả cũng tỏ ra bất ngờ cũng như nghi hoặc về cách ăn của họ. Một số chuyên gia y tế, bác sĩ đã giải thích hiện tượng này dưới góc nhìn khoa học. Thông thường dạ dày chỉ bằng một nửa chiếc cốc giấy, nhưng khi thức ăn được nạp vào, nó liền căng ra và có thể chứa được một chai nước 2 lít. Dạ dày có thể căng lên gấp khoảng 50 lần kích thước ban đầu. Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh rằng nếu dạ dày căng trong một thời gian dài, sẽ mất dần đi khả năng co lại. Vậy tại sao các mukbanger dường như không tăng cân dù liên tục ăn khẩu phần ăn lớn như vậy? Theo tìm hiểu, những người này không giữ thức ăn ở dạ dày trong một thời gian dài. Họ có thể ăn không ngừng trước máy quay, nhưng bên cạnh đó họ cũng dừng lại và đưa thức ăn ra ngoài một cách nhanh chóng để làm rỗng dạ dày. Bác sĩ giải thích rằng con người tăng cân khi cơ thể tích trữ thức ăn dưới dạng chất béo và thức ăn được thải ra ngoài ngay lập tức thì sẽ không bị biến thành chất béo dự trữ. Vậy đây có thể là phương pháp khá hay mà hội đang muốn giảm cân có thể học hỏi ấy nhở? Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi Thám TV. Like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những tin tức thú vị bạn nhé.